Anh ơi, bác sĩ bảo bây giờ phải phẫu thuật gấp cho mẹ, mà mình không có đủ tiền, hay là mình đem mẹ về, được ngày nào hay ngày đấy nha anh. Em bị điên à? Kiểu gì cũng phải mổ cho mẹ. Em ở trong đó, nhớ chăm sóc mẹ nhá. Vị vẫn ngon như xưa mẹ nhỉ? Vẫn vị như xưa, không lẫn vào đâu được. Chú ơi, con để tiền trên bàn chú nhá. Kìa. Hai người để quên phong bì tiền này. Con trả lại đủ số tiền cho chú. Chú nhận lấy đi ạ. Anh cứ nhận lấy đi, để duy trì quán ăn và lo cho gia đình. Nhưng mà nhiều tiền như thế này tôi không dám nhận đâu. Anh cứ cầm lấy đi, mẹ con tôi nợ anh nhiều quá. Chị ơi, trời nóng nực như thế này, chị mua ủng hộ mẹ con đem một tờ vé số đi. Mẹ con bán sắp hết rồi ạ. Thôi đi mấy người ơi, vé số mới xích cái gì. Bây giờ là hay giả nghèo giả khổ lắm nhá, lại còn giả vé thọt nữa. Đi đi. Dạ không chị ơi, em không có giả vờ đâu, chân em bị đau thật chị ạ. Tôi còn lạ gì bài của mấy người nữa. Đến đây làm gì, xin xỏ cái gì. Đi ra kia đi cho người ta ăn cho ngon đi, mất mấy con đồ thị quá đi. Đúng rồi đấy, dạ khác gì. Em cảm ơn ạ. Ok, hai mẹ con ngồi xuống đấy ăn bún chả đi. Dạ thôi ạ. Hai mẹ con em còn có một tờ thôi, để mẹ con em đi bán nốt. Chứ ngồi đây hai mẹ con em không có tiền. Hôm nay là quán của chúng tôi có chương trình khuyến mại cho cặp đôi mẹ con, không tính tiền đâu. Ngồi đi, ngồi đi. Thật hả bác? Thế là hai mẹ con cháu đã ăn miễn phí luôn hả? Đúng rồi, ngồi đi, hai mẹ con ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Đây rồi. Hai mẹ con ăn đi. Em mời anh ạ. Rồi. Con ăn nhiều rồi nhá. Hết thì bác lại mang thêm cho nhá. Ngon nha mẹ ơi, đây là tô bún đầu tiên mà con ăn cực kỳ ngon luôn đấy. Này con học lớp mấy rồi? Dạ, cháu nhà em nó nghỉ học rồi anh ạ. Thực ra thì nó cũng ham học lắm, nhưng mà ngày trước bố nó lấy tiền đi đánh cờ bạc hết. Em lại không đủ sức đi lao động để kiếm tiền nuôi nó. Chân em đang bị thương, nhưng mà em đang cố gắng chữa trị rồi. Một thời gian sau chân em mà khỏi, nhất định em sẽ cho con của em đi học lại anh ạ. Này con, con có muốn đi học tiếp không? Dạ, có chứ ạ. Tôi có một người bạn giáo viên, và hiện tại bây giờ ấy là đang có chương trình ấy khuyến mại không lấy học phí cho những trẻ em hiếu học. Thật hả bác? Thế có nghĩa là con có thể được học miễn phí luôn hả? Đúng rồi. Mẹ. Em đội ơn anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Con phải chịu khó học vào nhá, sau này lớn lên còn lo cho mẹ. Em đội ơn anh ạ. Thôi, con ăn đi. Ngày đấy tiền học phí của thằng Cường anh cũng đóng hộ, rồi anh nói dối tôi là được miễn phí để cho thằng bé nó yên tâm học hành. Chú cứ nhận lấy đi ạ. Lúc hai mẹ con khó khăn, chú đã giúp con,
Bây giờ con giúp lại chú. Số tiền này là để chú duy trì cơm ăn của mình. Quán ăn của chú sẽ là quán ăn tình thương. Chú cố gắng vượt qua chú nhé. Con chào chú ạ. Mình đi thôi mẹ. Đưa lên. Khổ thân cô ấy thế. Còn trẻ như thế mà đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Chả biết là có chữa khỏi không nữa. Chú ơi, chị bị làm sao đấy à? Chị bị ung thư, di căn rồi biến chứng. Bây giờ hỏng hết hai con mắt rồi. Tội nghiệp ghê cơ. Bố mẹ thì mất sớm, không có ai chăm sóc cả. Người ta còn khổ hơn cả mình. Mình không có gia đình, không có nhà cửa, nhưng vẫn còn lành lặn, khỏe mạnh hơn người ta. Chị ơi, chị cố lên nha chị. Em biết chắc chắn là chị sẽ khỏi mà. Chị ơi, em có mấy nghìn này, chị dư lấy chị mua thuốc nha chị. Tin là chị sẽ khỏi mà, chị cố lên. Để chú đưa đi viện nhá, muộn là không được đâu. Chị cố lên nha chị. Cái thằng này nó sẽ cho tiền chị ạ. Ừ, đông người xem như thế này. Úi trời, người ta bình luận kìa. Dạ, thằng bé tốt bụng quá, không biết là có tiền không mà cho nữa. Dạ vâng, trông thằng bé cũng khổ. Hành động của cậu bé ăn xin đã chạm đến cảm xúc của người xem. Sự ấm áp ấy đã được lan tỏa nhanh chóng. Chỉ trong một ngày, đoạn clip ghi lại câu chuyện đã xuất hiện trên hầu hết những trang mạng. Rất nhiều người cảm động trước những gì cậu bé đã làm, và họ đã cùng khuyên góp chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho cô gái. Dần dần, tình trạng cô ấy đã trở nên tốt hơn, hô hấp được cải thiện và thị lực cũng dần hồi phục. Nói với anh rồi, cái dự án đấy tôi không duyệt. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa tôi không đồng ý mà. Thế nhá, tôi gọi lại sau. Cô ơi, cô làm rơi ví này hả? Cô xem gì bên trong có mất gì không ạ? Cô cảm ơn con, cô nghĩ là không mất gì đâu. Dạ không có gì đâu ạ. Thôi con, nó bẩn rồi, sao con còn nhặt lên? Dạ, tại con không còn gì để ăn nữa. Thế con ở đây luôn à? Dạ, con không có gia đình. Con chỉ có mua em gấu bông này làm người thân. Với cả con ngủ mấy chỗ này quen rồi ạ. Trời ơi, tội nghiệp con. Thế hay là bây giờ nhá, cô sang bên kia uống nước. Con sang đấy uống cùng cô, xong rồi cô mua đồ ăn khác cho. Chứ cái này bẩn rồi, đừng nhặt lên nữa nhá. Dạ vâng ạ. Con uống đi. Dạ vâng ạ. Ngon quá ạ. Đây, uống đi. Gấu bông của con à? Dạ không ạ. Thế ai tặng cho con? Con thấy người ta vứt em gấu bông ở bãi rác. Con thấy đáng thương quá nên con nhặt về nuôi ạ. Con năm nay mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi rồi ạ. 8 tuổi? Vâng ạ. Con dễ thương quá. Dạ. Con có thích đi học không? Dạ có ạ. Ngày nào cô có nhìn thấy các bạn được bố mẹ đưa đi chơi, đi học, còn lúc nào cũng ước được như thế. Nếu bây giờ có người sẽ đưa con đến trường, con có nhà để về, có người chăm sóc cho con, và còn có một người mẹ để yêu thương nữa thì con có thích không? Dạ, có chứ ạ. Thật á? Vâng ạ. Thế cô có thể giống con,
con chăm sóc cho bé Gấu đây này. Rồi cô mang con về, cô chăm sóc cho con này. Sẽ nuôi đưa con đến trường này. Cô nói thật chứ ạ? Thật chứ, người lớn nói là làm. Thì bây giờ con sẽ gọi cô là mẹ đúng không? Đúng rồi. Con trai của mẹ. Thế quá, bây giờ con ở ra đây ngồi. Con uống nước đi ạ. Dạ. Cô ơi. Cái gì đấy? À, dạ. Cô bán cho cháu 5.000 cơm đấy ạ. 5.000 cơm ở đây không bán 5.000. Mà 5.000 ấy, tại sao không ra mua cái bánh mì không? Hay là củ khoai, củ sắn gì mà ăn tạm đi. Chứ 5.000 bảy đặt ăn cơm. Dạ, cô bán cho cháu 5.000 cơm không? Thêm một ít rau cũng được ạ. Đã bảo là không bán mà lại. Cô ơi, cô. Đã bảo là chỗ này là người ta làm ăn, chứ không phải là chỗ làm từ thiện. Mẹ. Cái gì đấy? Người ta mua 5.000 thì mình bán theo 5.000. Có mỗi cơm không, cả ít rau thôi mà. Rau thì không phải mua à? Ở đây là làm ăn. Có phải cứ muốn mua bao nhiêu là bán bấy nhiêu được đâu. À, mẹ ơi, hay là mẹ vào trong nhà mẹ nghỉ đi, để con bán cho. Từ sáng giờ mẹ bán mẹ đã nghỉ tí nào đâu. Thôi được rồi, ở đây bán nhá. Dạ vâng ạ. Mà, một tí cơm rồi đấy, không có gì đâu đâu. Em cảm ơn chị ạ. Tính tiền đây. Của chị 30.000 ạ. Không phải trả lại đâu. Mẹ con nhà chị mở quán ra xong làm ăn rất tức như thế á. Không ai còn dám đến mua đâu. Cố mà làm nhá, tạo nghiệp đấy. Chuyện thế, nhà người ta làm ăn thế nào thì kệ người ta, cho mắm vào làm cái gì? Chị ơi, cho tôi một phần như cũ nhá. Có ngay. Của cậu này. Rồi ôi, lại một phần như cũ. Thanh niên trai tráng rồi mà ngày này qua tháng nọ cứ 5.000 cơm không, 5.000 cơm không, không khá lên được. Mẹ. Mẹ cái gì? Cái thằng này ấy, nó cứ không nghe mẹ chửi ấy, chắc là ăn cơm không ngon mất. Kìa mẹ. Cái gì? Mẹ nói như thế người ta buồn đấy, với cả mình lại dính khẩu nghiệp nữa. Nó buồn thì quan trọng gì, tao buồn thì mới quan trọng này. Thì con nói rồi, người ta mua 5.000, bán theo 5.000, có thịt thà gì đâu, chỉ có mỗi cơm và rau thôi ạ. Mà có cơm rồi ấy, sao không đi đi, đứng đây làm gì? Đi! Mà này nhá, bớt bao đồng đi nhá. Mẹ mày ấy cũng cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới có tiền. Chứ không phải tự nhiên tiền nó chạy vào trong túi được đâu. Thôi, con ra chợ mua ít đồ đây, mẹ ở nhà mẹ bán nhá. Đi đi, đi nhanh đi đấy. Dạ. Của cô này. Ôi, tôi cảm ơn anh nhiều nhá. Đi, đi ơi, con có sao không? Có bị say sức ở đâu con? Dạ, con không sao ạ. Anh có bị làm sao không ạ? Khổ thân con gái tôi. Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Dạ, em không sao ạ. Đấy, em bảo rồi, anh giúp hai mẹ con nhà làm gì? Ở cái khu này á, hai mẹ con nhà bán cơm không một ai ưa hết luôn. Này, cái cô kia, con nhà tôi bị cướp giật, cô không giúp đỡ thì thôi, tại sao lại nói cái giọng đấy hả? Mắc gì tôi phải giúp, tạo nghiệp cho lắm vào. Bây giờ sao giờ một lần cho nhớ lời, hết chảnh. Chị ơi, tất cả mọi chuyện
không như mọi người nghĩ đâu ạ. Chị ấy cố tình to tiếng với em là để mẹ cho chị ấy bán hàng. Trong lúc bán thì... Dạ thưa sếp em nghe ạ. Cậu đâu rồi? Đi đâu nhanh phụ khuôn vác này. Dạ vâng, em ăn xong em vào ngay ạ. Như thế không con? Dạ vâng ạ. Chị Ly, em cảm ơn chị. Nhờ có chị mà em mới có sức làm việc nặng. Chả là mấy tháng trước mẹ em bị nằm viện, em phải gửi tiền về quê. Một ngày em chỉ dám tiêu 5.000 mới ăn một quả trứng luộc ạ. À, ngày hôm nay em vừa mới lĩnh lương, em gửi tiền chị coi như là tiền ăn đợt vừa rồi ạ. Thôi anh cứ cầm lấy mà dùng, tôi không cần đâu. Mẹ, con yên tâm, mẹ không lấy đâu. Thôi, cháu cất đi, không phải chuyện gì cũng cứ dùng tiền là được đâu cháu ạ. May mà hôm nay có cháu giúp đỡ cái ly nhà bác, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái ly nữa. Bác cảm ơn cháu nhá. Bác cũng xin lỗi cháu, vì mấy hôm trước bác có hơi to tiếng với cháu, cháu thông cảm nhá. Thật ra ấy, là bác ác cảm với mấy cái người lười biếng không chịu lo làm ăn, bác lại cứ tưởng cháu cũng như họ. Bác biết bác sai rồi, bác xin lỗi cháu nhá. Cháu đừng ghét bác nữa nhá. Dạ không có gì đâu ạ. Thế thì vui quá rồi. Bác có ý như thế này, hôm nay ấy cháu đi về cửa hàng nhà bác với Ly sẽ chiêu đãi cháu một bữa thật hoành tráng, được không? Dạ vâng ạ. Nào mình đi thôi. Dạ vâng ạ. Đi nào. Là ông đúng không? Mấy ngày hôm nay ông rình mò nhà tôi, dàn cảnh ăn cướp để ăn chia bọn nó đúng không? Ly, sao con lại nói thế? Con đã tìm hiểu thực hư câu chuyện nó thế nào đâu mà con đã quy chụp cho người ta như thế? Ui giời ơi, bộ mặt này ấy, con có lạ gì? Không có chuyện đấy đâu con, để con xem nào. Cô đừng để bị ông ta lừa. Con nghĩ đây chỉ là dàn cảnh ăn cướp thôi, chứ không có gì hết ý. Không phải đâu, mạng người là quan trọng, để cô xem thế nào. Cô phải nghe con chứ. Ngày mai là ngày gia đình anh Cường sang đây. Nếu mà cứ thấy ông ta lảng vảng làm phiền con thì sao? Không sao đâu bà, cô đã bảo không sao. Để cô xem. Rồi, cô không nghe con đúng không? Thế thôi, cô muốn làm gì cô làm. Ly ơi, cái con bé này. Anh ơi, anh có sao không? Để tôi đỡ dậy dậy. Anh ngồi dậy đi xem nào. Ôi dồi, tôi xem nào. Anh có sao không? Anh. Dạ thưa chị, đúng là tôi rất là cảm ơn chị đã cho tôi một cô con dâu thật là tuyệt vời. Hay là cháu Ly nhà mình vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại giỏi giang nữa. Này còn cái tiệc lễ của các cháu mà
chị mà cần hỗ trợ gì thì cứ nói, chúng tôi là sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Dạ. Vì thực ra là gia đình tôi là cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, thế cho nên là chúng tôi cũng rất là hiểu đời. Cho nên điều này thì chị đừng có ngại nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Dạ, mọi người cứ ngồi chơi ạ, con đi lấy thêm nước ạ. À, hai bố con ăn hoa quả đi. Chị cứ mặc thôi. Chú ơi, chú ở đây làm gì đấy ạ? À, chú đứng, chú không làm gì. Chú không làm gì, chú đứng đây làm gì ạ? À, chú đứng nhờ chút xíu nhé, chú không làm gì cả. Dạ không được đâu chú ạ. Chú đứng đây quấy rối gia đình người ta thì làm sao ạ? Không, tôi không phá rối, tôi đúng chờ thôi mà. Hôm nay nhà người ta có tiệc, chú muốn xin gì thì chú đi cho khác xin giúp con nhé. À, thôi thôi, chú không xin đâu, chú chỉ đứng nhờ chút xíu rồi. Trời ơi, con nói nhẹ chú không nghe, là con dùng biện pháp mạnh đấy. Dạ. Chú đi không nào? Chú chỉ đứng đây, chú có làm gì đâu, cứ để chú đứng nhá. Chú không đi, con cho chú lên phường đây. Ôi, chú đừng, đừng. Ôi, kìa cháu ơi, cháu ơi, kìa. Cô sao đấy ạ? Có chuyện gì đấy ạ? Dạ, không có gì đâu ạ. Chú với cả anh cứ ăn hoa quả đi. Cô sao đấy? Ly, có chuyện này hôm nay cô phải nói ra. Cô phải nói ra sự thật, nếu không thì hai bố con cháu sẽ không có cơ hội để nhìn mặt nhau nữa. Cô, cháu có thấy người ăn mày đang đứng ở trước mặt kia không? Ông ấy chính là anh trai của cô và là bố ruột của cháu đấy. Cô nói gì đấy ạ? Người ăn mày đang đứng cửa kia là bố của cháu ạ? Không, cô đừng có đùa con. Cháu không có người bố như thế, cô đừng có lừa cháu. Không, cô không lừa cháu. Hôm qua, lúc cô đỡ ông ấy dậy thì cô mới nhận ra ông ấy mới ra tù. Nhẹ ra là ông ấy cũng không muốn tìm gặp cháu đâu. Nhưng mà ông ấy đang bị bệnh nặng lắm. Bố con sợ lần này mà không gặp con thì e là sẽ không có cơ hội nào nữa. Cô Lý ơi, trước đây ông ấy đã lầm đường lạc lối, nhưng bây giờ ông ấy đã biết ăn năn hối lỗi rồi. Con tha lỗi cho ông ấy đi. Cô đang đùa cháu đúng không? Không. Không, cô biết mình đang nói gì không? Ông ấy chỉ muốn được đứng bên con trong cái ngày trọng đại nhất của cuộc đời con gái mình thôi. Con đồng ý đi nhá. Cháu. Nào chú có đi không nào? Kìa, cháu, đừng bắt chú lên phường. Xin lỗi đã làm phiền anh. Những chuyện của gia đình nhà tôi, cứ để gia đình nhà tôi giải quyết nhá. Dạ vâng, vậy tôi giao lại cho gia đình giải quyết nhá. Tôi xin phép. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chú ạ. Anh, em đã kể hết mọi chuyện cho cái Ly nó nghe rồi. Kìa, Ly, con, bố đây. Con cái gì? Ai là con của ông? Tôi không có người bố như ông. Ông đi đi. Ô kìa, con. Bố xin lỗi con. Bố biết bố không xứng đáng là người bố của con. Nhưng suốt đời này bố luôn mong con hạnh phúc. Con ơi, đây là sợi dây chuyền mẹ để lại, bố trao cho con. Sợi dây này thời gian qua bố cất rất kỹ để đưa cho con đấy con ạ. Ngày cưới con hãy đeo nó vào. Đó cũng là ý nguyện của mẹ trước khi lâm chung con ạ. Bố không giúp được gì được con, thế nhưng con sẽ được hãnh diện với mọi người con ạ. Cảm ơn cậu đã yêu thương con gái tôi. Ông, tôi nhờ ông giúp đỡ tôi, thay mặt tôi để bảo ban cháu nó đây. Tôi cảm ơn mọi người. Tôi đi. Này 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 ông ơi, cháu đi. Bác nghĩ là ở trên đời này
hạnh phúc nhất là được gặp người thân của mình. Huống hồ ông ấy lại là bố của cháu. Cho dù trước đây ông ấy đã làm phiền lòng cháu đến đâu chăng nữa, khiến cháu phải uất hận người bố của mình, nhưng mà ở đời ai mà không mắc sai phạm. Nhưng thương nhau ấy, cái điều quan trọng là vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở. Cho nên là bác muốn là cháu hãy cho bố cháu một cơ hội. Vì là trong cái ngày trọng đại nhất, hạnh phúc nhất của cháu, cháu cũng cần phải có bố cơ mà. Có đúng không? Cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Gia đình bác cũng không hề coi rẻ gia đình cháu. Cái điều quan trọng là cái tấm lòng và cái nhân cách đối xử với nhau mới là quan trọng con ạ. Bố, con xin lỗi bố, con sai rồi. Con sẽ không đối xử bố như thế nữa đâu. Con hãy tha thứ cho bố nhé. Ôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì bố cũng là bố của con. Bố ở với con bố nhá. Bố đừng bỏ rơi con nữa. Bố. Con.